Bạch Thế Tôn, nếu địa giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu nhân duyên chẳng khác pháp giới chân như thật tế, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp từ các duyên sanh ra chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu vô minh chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu bố thí ba la mật đa chẳng khác pháp giới chân như thật tế, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu bốn tịnh lự chẳng khác pháp giới chân như thật tế, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu bốn niệm trụ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn giải thoát không chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp không nội chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu thánh đế khổ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu tám giải thoát chẳng khác pháp giới chân như thật tế, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp môn đà la ni chẳng khác pháp giới chân như thật tế, tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế.